Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Knews 24 giờ, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi dành cho giới trẻ. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng với mình điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Bae Yoon Jung là một trong những biên đạo nhảy nổi tiếng nhất nhì K-pop. Cô không chỉ làm việc với nhiều nghệ sĩ Gen 2 đình đám mà còn được biết đến rộng rãi qua vai trò huấn luyện viên vũ đạo của show Sống Còn Produce 101 và Produce 48. Mới đây khi xuất hiện ở chương trình Video Star, Bae Yoon Jung đã tiết lộ 6 nữ idol chậm thuộc động tác vũ đạo nhất. Cô còn hài hước chia sẻ luôn có ít nhất một thành viên trong nhóm không thể theo kịp vũ đạo mới. Hyeri của Girl Day. Girl Day là một nhóm nữ nổi tiếng với concept sexy. Khi nhóm còn hoạt động, Hyeri là lead rapper kiêm main dancer. Do đó quả là sốc khi mà cô bị biên đạo Bae Yoon Jung coi là một trong những người học vũ đạo chậm nhất nhóm. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc Hyeri nhảy không tốt. Có lẽ vũ công chính của Girl Day chỉ mất nhiều thời gian hơn để tập nhảy sao ra thật hoàn hảo mà thôi. Yura của Girl Day. Yura là người thứ hai bị xướng tên. Cô là main rapper nhưng cũng đồng thời giữ vị trí lead dancer. Đã thế nữ idol còn học chuyên ngành vũ đạo trường trung học nghệ thuật Ulsan và từng là vũ công ballet. Có kinh nghiệm dày dặn ở mảng nhảy múa là thế. Ai dè Yura vẫn bị nữ biên đạo nổi tiếng đánh giá là một thành viên chậm thuộc vũ đạo của nhóm. Boram của Tiara. Boram là ca sĩ kiêm rapper phụ của Tiara. Cô cũng không phải thành viên sở hữu kỹ năng nhảy nổi bật. Do đó cũng dễ hiểu vì sao Bae Yoon Jung xếp Boram vào nhóm idol học nhảy chậm. Cô cũng là một trong hai mẫu Tiara mất nhiều thời gian học thuộc vũ đạo nhất. Kyuri của Tiara. Thành viên chậm tiếp thu vũ đạo thứ hai trong Tiara chính là Kyuri. Nữ idol có xuất thân là người mẫu, cô được giao cho vai trò trưởng nhóm kiêm ca sĩ gia nhập nhóm. Đây có thể là lý do khiến Kyuri không đào tạo được lâu dài ở mảng biểu diễn như đồng đội, do đó kỹ năng nhảy của cô cũng không nổi bật. Mirio của Brown Eyed Girl. Theo Bae Yoon Jung, trong nhóm các idol K-pop thì cô chật vật với Brown Eyed Girl nhất. Thậm chí cô cho rằng girl group kỳ cựu này khó tin theo một cách hoàn toàn khác biệt. Mirio là một trong những thành viên của Brown Eyed Girl gặp khó khăn nhất trong việc học vũ đạo. Mirio là rapper nên thế mạnh của cô là rap chứ không phải vũ đạo. Cô vốn là thành viên của nhóm nhạc hip-hop underground huyền thoại, sau đó thành nữ producer duy nhất ở mùa đầu tiên của cuộc thi rap Show Me The Money. Có kinh nghiệm rap lừng lẫy là như vậy, nhưng Mirio lại gặp khó khăn để nhớ những động tác nhảy. Jaya của Brown Eyed Girl. Jaya là người thứ hai trong nhóm này bị đánh giá là chậm tiêu vũ đạo. Trưởng nhóm kiêm giọng ca chính của nhóm bị bệnh liên quan đến gân, thế nên cô gặp khó khăn khi nhảy. Theo biên đạo Bae Yoon Jung, thật may là biểu cảm sân khấu xuất sắc của girl group này giúp họ che giấu kỹ năng vũ đạo yếu kém của mình. Bae Yoon Jung còn kể về kỷ niệm liên quan đến vũ đạo của Brown Eyed Girl, đó là khi họ cố gắng chuyển thành nhóm nhạc trình diễn, họ không biết phải nhảy như thế nào. Thực ra nếu xem xét kỹ tiết mục của Brown Eyed Girl, bạn sẽ nhận ra rằng cô ấy không nhảy nhiều, vũ công đằng sau họ mới di chuyển liên tục. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Hãy để lại ý kiến đóng góp của các bạn thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn được cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ Knews 24 giờ nhé.